Nguyễn và Thu Hương chào mừng các bạn đến với chuyên mục Hỏi Đáp Thần số 298. Hỏi Đáp 298, câu hỏi 3344. Cặp đôi à? Cái câu này đẹp nha, để có quà nữa ta. 3344 cặp đôi đó anh. Cái này là người ta gọi trong đánh bài tiến lên ta gọi là gì ta? Và sự tùy duyên ha. Không, trong đánh em đang hỏi trong đánh bài tiến lên ta gọi là gì? Hai đôi thì chứ có gì đâu hả? Đôi 3, đôi 4 đúng không? Chừng nào có đôi 5 nữa, ba đôi thông. Ba đôi thông mini. Ba đôi thông mini chặt được 4 heo á nha bạn. 4 heo chồng á nha, chứ không phải 4 heo nào đi cặp nha. Đó. Để coi giờ số này cũng đẹp, tặng gì vậy ta? 3344. Thì thôi anh tặng cho bạn một cặp bình lắc đi. Xanh đỏ cũng là một cặp, một đôi vậy. Đúng không? À, cũng được. À, có lý phải không? À, cũng được, có lý. Rồi bạn liên hệ Thu Hương chứng minh người đặt câu hỏi này và lấy hàng tại kho. Rồi. Sẵn xin được nói cụ thể món quà của bạn là một cặp bình lắc S001 ba khoang. À xin lỗi, S01 một khoang và S002 ba khoang. Đó là cái này nè, cái này mà nhưng mà nó có chân, nó có đế, nó có quần, có áo rồi nha, cái này di lộn hết rồi, còn nhiêu đây thôi. Vậy thì trong vòng một tuần nha bạn, bạn có thể liên hệ thể hình online hoặc gọi điện đến tổng đài 1900 2050, nói em là đọc mã tài khoản, câu mã câu hỏi, mã số câu hỏi và đọc số tài khoản. Rồi em và đọc số hỏi đáp. Rồi xí em cho nó cái em đọc nhanh nhanh giùm anh cái hỏi đáp này. Giờ còn có khoảng chừng hơn 20 phút nữa cái thẻ nhớ nó sắp hết rồi. Bây giờ anh quay cái chất lượng video rất là cao nên cái thẻ nhớ nó ngốn nhanh lắm, đại cái thẻ 32GB mà làm mới như đây là hết rồi đó. Rồi. Câu hỏi của bạn là: xin chào anh Duy, chị Hương, em có một câu hỏi về lịch tập giảm mỡ 6 buổi trên tuần. Nếu như em tập cutting trong 3 tháng vậy thì sức mạnh của bản thân trước đây khi bulking thì có bị mất đi hay không? Mất cái chắc. Em tính 3 tuần cutting, 1 tuần bulking vậy có ổn không? Ai tập kỹ bạn. Bạn tập cái nào nó phải xong cái đó nha bạn, chứ bạn tập cái đó là mình mất hết, mất trắng. Đó, bạn tập thà bạn xác định giờ cutting là quan trọng thì bạn cutting cho nó xong. Rồi sức mạnh nó mất kệ nó, lúc sau bạn bulking lại thì nó mạnh lại thôi. Chứ còn giờ bạn tập lọt chọt vậy nó mất hết trơn. Cách cũng chả là cách bơm, chả là bơm, nói chung không được. Câu hỏi 3345 có nội dung gần giống câu hỏi mã số 493 trong hỏi đáp thể hình số 46. Câu hỏi 3346: xin chào chị Thương và anh Duy, mình là nam, cao 1m7, nặng 67kg. Tập được hơn 1 năm thì nghỉ tới nay. Em mới tập lại được 2 tuần, đồng thời dùng Dimaburn và Lean Body cho giảm mỡ và men. Quật khao. Men quá. Dimaburn 2 viên buổi sáng, 2 viên buổi chiều và Lean Body chỉ dùng sau khi tập vì mình chỉ kham nổi 40 gói trên một đợt lương. 40 gói Lean Body, mình có nghe nói là một người có thể hình đẹp, đô và to chưa chắc có sức mạnh tương đương. Bằng chứng là Street Workout và Bodybuilding, hai trường phái thể hình khác nhau, mình nghĩ anh Duy và chị Hương cũng đã biết. Nên mình vào thẳng câu hỏi bodybuilding có chế độ tập tăng sức mạnh hay không và tập như thế nào? Bao có. Bodybuilding là tập sức mạnh hơi bị ác đó nha bạn. Có trường phái strong lift á, trường phái strong lift, trường phái powerlifting á, trường phái đó tập rất là nặng. Thì cách tập như thế nào thì trên nguyên tắc cơ bản mà tập những cái bài thần thánh sau đây, tức là những cái bài nặng á. Thứ nhất là bài kết hợp nha: squat, deadlift, bench press, overhead shoulder press, 4 bài, thậm chí 3 bài cũng được. Bằng tập 3 bài đó, bằng tập 4 rep trở lại thôi, bằng luyện kiểu đó là bao nặng. Câu hỏi 3347: chào chị Hương, anh Duy cùng ban biên tập, em có vấn đề muốn hỏi dùm cho bạn gái. Bạn gái em lưng và vai không được thẳng nên tướng đứng không hấp dẫn lắm. Để anh hình dung thì vai bạn gái em giống như mình đưa hai khớp nối giữa tay và vai ra trước nên phần lưng trên bị gù, nói tóm lại là lưng gù. Cổ cũng vì thế mà không thẳng, giống như mình rụt cổ vậy, em nhìn thấy thương quá trời. Em từng nhắc bạn gái chỉnh tư thế lại nhưng có lẽ cần phải tập luyện thì mới chỉnh hình người lại được. Anh Duy tư vấn cho em cách các bài tập giúp khắc phục tình trạng này của bạn gái. Khỏi cần các bài tập, bạn cứ đi tới phòng gym, bạn tập tất cả những bài mà tập đúng cơ thể động tác, rồi bạn chịu khó bạn chỉnh bạn gái, bạn từ từ gương á. Thì đó là thành thói quen đi đẹp thôi. Những bài tập lưng squat. Đúng rồi, thì tất cả những bài tập miễn tập đúng kỹ thuật. Đó, từ từ thôi, vấn đề thời gian, có thể mất vài tháng đó. Thì bạn cố gắng đi theo kèm bạn gái bạn rồi chỉnh nhìn trong gương á, lâu lâu đưa tập liếc vào gương cái coi tướng vậy nó được chưa, hay là đi đứng cũng phải cố gắng nhìn vô gương, thì từ từ cái thói quen nó sẽ là nó cái form nó đẹp thôi, cái form nó đẹp, form tập đẹp, form đi đẹp, form đứng cũng đẹp luôn. Bạn này bạn chung tình ta. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi 3348.
À, em chào anh Duy cùng chị Hương. Anh Duy ơi, cho em hỏi là có phải là khi insulin càng cao thì cơ thể hấp thu chất dinh dưỡng càng tốt? Quá đúng. Thế tại sao mình không nạp cáp nhanh để tăng insulin trong cơ thể, đồng thời nạp whey iso để hấp thu nhanh protein nhanh và hiệu quả hơn hả anh? Thì đúng rồi. Đấy có phải là một sự lựa chọn đúng đắn cho những người muốn xả cơ không anh? Quá chính xác. Thì bạn muốn xả cơ thì bạn đẩy insulin lên một nồi đó, thì nó hấp thu dinh dưỡng mà. Mà cái giá phải trả là nó hấp thu mỡ đó nha bạn. Mỡ nó sinh ra rất là nhiều. Thì cái giá của insulin là chỗ đó đó, nên đôi khi bạn phải kiểm soát insulin mới tốt. Còn mà đẩy insulin lên hoài á thì rất là nguy hiểm. Mỡ nó sinh ra nhiều quá thì vấn đề nó nằm ở chỗ mỡ nữa, thì đó bạn bệnh tật lùm la hết chứ không phải là tốt đâu đó. Đúng như bạn nói là insulin là kết hợp với quay đầu tiên nhanh và cáp nhanh thì đẩy insulin cao, nhưng mà chỉ thích hợp với trước, trong và sau tập thôi, còn những thời điểm khác không cần. Câu hỏi 3349. Em có một thắc mắc là do hiện tại em đang bận ôn cho một kỳ thi quan trọng nên việc thức hơi khuya chút có khó tránh khỏi. Nhưng thực vậy đến tầm nửa đêm là thấy bụng hơi đói nhưng lại không đủ kinh tế mua casein hay thực phẩm bổ sung để dùng buổi tối. Anh Duy có thể tư vấn cho em có thể ăn gì lúc như vậy tốt được không? Ăn vài cái đồng trắng trứng, nó rẻ. Hoặc là bạn có thể có một ít sữa tươi anh nhỉ? Sữa tươi nó béo cả nồi. Nó ăn làm đóng trứng, calo nó thấp, có protein và nó cũng hấp thu tương đối lì. Nó thì cũng được, rẻ nữa, dễ làm nữa. Nói làm em đói anh. Đói kệ anh chứ. Câu hỏi 3350. Em xin chào anh Duy và chị Thu Hương. Em có một vài câu hỏi đang rất thắc mắc về vấn đề dinh dưỡng, đặc biệt là về tinh bột, mong anh chị giúp đỡ. Em có xem qua rất nhiều các clip hướng dẫn và giải thích về tinh bột, về năng lượng hàng ngày mà chúng ta cung cấp hàng ngày, nhưng đa phần em hay xem của thầy online. Em có xem thì hơi thắc mắc một vấn đề là có clip bảo nên ăn gạo trắng hay gọi là tinh bột hấp thu nhanh hay loại đường đơn giản trước khi tập để đẩy lượng insulin cao nhất và trong đó có gạo trắng. Nhưng lại có một clip nói rằng nên tuyệt giao với các loại tinh bột màu trắng hay anh Duy còn gọi nó là cái chất trắng. Cái đó vậy, không ăn gọi cho bạn. Vậy em có nên dùng gạo trắng không? Và nếu không thì nên chọn loại thực phẩm nào có tinh bột hấp thụ nhanh? Thứ hai, em hiện tại cao 1m74, nặng chỉ 57kg, em tập gym gần 1 năm. Nhưng không có ít tiến triển vì thiếu kiến thức và lười tìm hiểu. Bây giờ em đã tự tin vì vốn kiến thức nền tảng khá đầy đủ. Và gần 1 năm rồi thì liệu em có thể theo giáo trình trung học cơ sở được luôn không hay em phải bắt đầu từ đầu? Đầu tiên thì bạn theo 1 năm rồi thì bạn cứ theo trung học cơ sở, trung học phổ thông luôn cũng được. Còn tập lâu rồi mà, thì theo trung học phổ thông luôn đi cho nó men. Rồi cái việc mà gạo trắng không phải là cái chất trắng, cái đó không phải anh nói, mà cái đó là trường phái low carb người ta nói nha bạn. À, trường phái low carb ta đề cập đó là cái chất trắng, anh chỉ copy ý thôi, anh cũng đã nói rõ ràng, anh không có dám nói gì đâu. Tại vì bản thân anh cũng ăn cơm mà bạn, trời lâu lâu cũng phải ăn cơm chứ chứ đâu phải là lúc nào cũng ăn được cái này cái kia. Yến mạch lúc khi hết hàng sao đó, rồi nhiều khi gạo lứt cũng hết hàng rồi sao, ăn cơm trắng bình thường, ăn phở bình thường, nó cuộc sống thì mình cứ ăn thôi. Còn cái cơm trắng không phải là hấp thu nhanh nha bạn, nó là cái dạng nó cũng tinh bột phức tạp. Mà cái cơm trắng nó không được men như những cái sản phẩm tinh bột khác, ở chỗ là cái dinh dưỡng nó không có cao. Cái dinh dưỡng nó không có cao tại vì cơm bạn phải vo gạo. Nhất là giờ mấy cái loại mà gạo trắng là nó xay nó mất được lớp cám ở ngoài rồi. Đó, nó mất đi những vitamin quan trọng rồi. Thì nó còn cái xương, tức là cái hộp gạo của nó trắng á, thì cái đó nó chỉ cung cấp tinh bột thôi và cái mật độ vitamin khoáng chất nó không cao cho lắm, nên cái giá trị dinh dưỡng nó không có cao. Nhưng còn nếu mà xét nó với mặt bằng chung của những loại ngũ cốc khác á, thì giá trị dinh dưỡng nó không có bằng, chứ không phải anh nói nó hấp thu nhanh đâu nha. Gạo trắng nó hấp thu nó cũng vừa vừa thôi chứ không nhanh đâu. Nhanh là những loại trái cây, loại đường đơn giản thì nó mới nhanh được, còn gạo trắng á, là cáp phức tạp nha bạn. Mà gạo trắng thì nó không có xơ nhiều như mấy người khác. Đó, nên bạn cứ ăn uống bình thường thôi, chứ đừng quá cực đoan. Đừng thì trường hợp của bạn là cũng thiếu cân. Thiếu cân thì bạn cứ ăn uống bình thường. Đừng có ăn kẹo, bánh, múc kẹo, đồ ngọt gì đó, bánh quy hay là gì đó, mấy cái loại nói chung là... kem. Nói chung là gạo trắng thì em ăn nhiều em mới thấy no. Bởi vậy nó sẽ mang lại một cái lượng calo. Thì cái chỉ số no đủ nó không cao. Em ăn nhiều em mới thấy gạo trắng là riêng ăn cơm nữa phải ăn 3 bát mới no. 3 bát mới no mà nó nạp vô calorie một nồi. Đúng thì rồi. Từ cái chỗ rồi. Đó mới nạp cho bạn mập đó. Đó. Còn dùng yến mạch hoặc gạo lứt hay gì hay là một số gạo mầm khác thì Hương chỉ ăn chưa được chén thôi. Sơ nó cao nữa, sơ nó cao, chỉ số nó đủ nó cao nên đó. Mình ăn vô mình có cảm giác no. No là mình không ăn nữa, mình không ăn nữa thì mình không đặt nhiều. Cảm giác cực kỳ là thấy no luôn. Rồi cái trường hợp mà bạn nói gạo trắng thì thường là người ta sẽ sử dụng tốt nhất là vào trước tập, ăn một bữa ăn trước tập.
Rồi bữa ăn sau tập. Thì nó là tinh bột, ăn chung với bữa ăn thôi. Anh không nghĩ là gạo trắng trước tập sau tập gì. Nói chung là lúc nào ăn mà có tinh bột thì có thể bổ sung nó. Tùy với từng đối tượng, ví dụ trường hợp của bạn thì ăn trong ngày cũng được. Nó chỉ đơn giản là tinh bột thôi. Gạo trắng thì nó không phải là cái vấn đề nó quá nhạy cảm đâu. Chừng nào bạn ăn đường, ăn bánh ngọt, ăn mấy cái loại mà đường đơn giản, đường cát, đường này, đường kia đó thì nó mới thu nhanh. Còn gạo trắng nó là tinh bột phức tạp vô trong cơ thể, nó phải chặt chém rồi nó mới ra. Mà gạo trắng là một trong những cái loại mà nó cũng nguyên nhân chính gây béo phì á nha bạn. Béo phì là tại vì bạn ăn nhiều quá calo nó nhiều, nó cao. Hoặc là mình khắc phục lại, mình ăn chén rồi còn lại mình ăn nhiều rau, đúng rồi, nhiều chính xác, chính xác. Đó, bạn ăn đúng thì nó không sao cả, nhưng mà chỉ ăn nhiều thôi. Cơm là một cái món ăn tinh thần của người Việt Nam, món ăn truyền thống luôn. Nên ăn cơm là cứ phải khẳng định nâng cấp, có ăn được mấy bát, 3 bát, 4 bát, 5 bát, 6 bát gì đó. Ăn nhiều là mới men. Còn ăn một chén nữa mày ăn như mèo. Ừ, chính cái chỗ men nó mới mập, đó, chính chỗ men nó mới mập. Câu hỏi tiếp theo 3351, xin chào chị Hương và anh Duy cùng ban biên tập. Em có một câu hỏi thắc mắc về thực phẩm bổ sung, mong anh chị giải đáp. Hiện tại em đang sống và học tập bên nước ngoài, vừa rồi em có đặt một stack thực phẩm bổ sung của Bodybuilding mà không biết sử dụng như thế nào cho hợp lý, gồm Whey Gold, Elite Casein, Platinum Pre-Workout, Optimen, rồi Amino, Creatine, Fish Oil. Xin chúc cho anh chị cùng ban biên tập nhiều sức khỏe và thấy online ngày càng phát triển. Tự nhiên mà đặt chi cho một nồi rồi giờ bạn biết xài bạn. Ừ. Mà nó hơi ngộ cũng, nha. Cũng hay ghê. Bạn đặt xong rồi bạn không biết xài, bạn mới hỏi, nó hơi bị ngược tiến trình. Bây giờ nói tụ chung lại, bạn đặt hơi bị dư mấy sản phẩm. Thứ nhất là fish creatine rồi có liều cao nữa. Thôi giờ bạn gom vô chung một nồi đi ha. Cái nồi đó mình kêu một cái nhóm đó kêu là nhóm liều cao đi. Rồi một nhóm là protein bổ sung sau tập với nhóm casein. Cái fish oil thì coi như là thực phẩm bổ sung sức khỏe. Thì cái mấy cái loại mà bổ sung sức khỏe đó thì bạn uống kết hợp với bữa ăn. Còn những cái loại mà liều cao thì uống trước tập, riêng cái thằng creatine thì uống lúc nào cũng được. Creatine monohydrate thì bạn muốn uống lúc nào cũng uống. Còn cái liều cao bắt buộc phải uống trước tập, whey protein chắc chắn phải uống sau tập và một thời điểm buổi sáng. Còn casein thì chỉ uống được buổi tối thôi, bạn có mask không? Không anh. Đó, thì như đó đủ rồi đó. Bạn cũng không có thể hiện cái chiều cao và cân nặng ha. Bạn chỉ hỏi là cái này xài sao thôi chứ bạn đâu có hỏi gì nữa đâu, chiều cao nặng chí. Câu hỏi 3352, chào hai anh chị, cho em hỏi thịt ếch và thịt gà thì cái nào tốt hơn, vì mẹ em thường xuyên mua ếch về cho em ăn. Em kêu mua thịt gà thì mẹ bảo mày ngu quá, thịt ếch đắt hơn thịt gà nữa đấy con. Người ta không có ăn mày còn khen chê. Giờ em hoang mang quá, không biết cái nào tốt hơn. Cái nào cũng tốt các bạn ơi, thịt ếch ăn cũng được. Nói chung là mấy loại thịt đó thì chỉ số dinh dưỡng nó không khác nhau nhiều lắm. Rồi mình ăn sống gia đình có gì ăn đấy. Mà công nhận mẹ bạn nói đúng, ếch khó kiếm chứ bộ. Ếch giờ thịt ếch là vô trong nhà hàng kêu là hơi bị đắt á. Nói chuyện không phải là đắt thì nó tốt, nhưng mà ít ra thịt ếch thịt gà nó không thua đâu bạn, ếch không thua gà đâu. Mà ếch nó cũng không có nhiều mỡ, hay chỗ đó đó, gà cũng có mỡ nha, ếch bạn kiếm mỡ hơi bị kẹt á. Nhưng mà để đáp ứng cái nhu cầu protein của bạn, ông không biết bao nhiêu con ếch mới đủ à? Thì đó chuyện của mẹ bạn đúng không? Chuyện mẹ bạn nấu thì mình cứ ăn, bạn đừng chắc thịt ếch thèm bạn. Nhưng mà gà ví dụ như mua một ức thì ăn còn đủ đúng không? Thôi gà chán rồi. Ếch giờ, còn ăn sao đủ? Giờ bạn bàn chuyện gà chứ không có thèm đâu, bạn chuyện ếch hơi bị thèm rồi nha. Ếch xào lăn nè, xào lá cách nè. Thôi anh ơi. Ếch nướng nè. Ra qua câu hỏi tiếp theo, câu hỏi 3353, xin chào anh Duy, chị Hương, em vào thẳng vấn đề. Hiện tại em đang có liều cao 1MA, giờ có thể đầu tư thêm một sản phẩm bổ sung nữa. Em đang phân vân giữa Lean Body uống sau tập và Elite Casein uống trước khi đi ngủ. Anh Duy nghĩ xem nên chọn cái nào, tại vì hiện giờ em chỉ có thể chọn thêm Lean Body hoặc Casein thôi. Một trong hai chứ không thể chọn cả hai được. Trời ơi, bây giờ cái bài tốt mà nó dễ gần thì chết. Đúng không? Bạn có liều cao rồi thì coi như bạn được 5 điểm đi. Bây giờ mà có thêm một Lean Body nó nhảy lên từ... Có Lean Body nhảy lên tới số 9 luôn. Còn có casein thì từ số 5 nhảy số 7. Đó, thì cái casein là cái hoàn chỉnh cuối cùng để cho nó đập vô ra số 10. Tức là giờ muốn số 10 á thì căn bản là giờ liều cao, Lean Body casein K10 rồi đó, không nói nhiều. Còn bây giờ mà liều cao cộng với casein ra 7, liều cao cộng với Lean Body ra 9, đó bạn chọn nào chọn đi. Câu hỏi 3354 có nội dung gần giống câu hỏi 3353. Câu hỏi 3355, sau tập 30 phút nên có nên đợi cơ thể bình thường rồi mới ăn sáng? Chào anh chị, sáng em ăn sáng xong 1 tiếng sau tập. Ăn sáng xong 1 tiếng sau tập. Chủ yếu là bánh mì, cơm sườn hay phở, bún bò các thứ. Nhưng sau khi tập xong chừng 5 đến 10 phút là em đói bụng. Em nghĩ sao mà buổi ăn sáng tiêu hóa nhanh thế? Vậy em đợi 30 phút cho người bình thường trở lại rồi mới ăn được không? Còn 5 đến 10 phút sau tập xong mà đói là có dấu hiệu gì?
Em tặng người mỏng, em đang phân vân là bulking xong cutting hay là tăng cơ từ chậm mà sau này đẹp. Tăng cơ từ từ chậm mà sau này đẹp. Em cũng đang xài Supermat, anh có nói là uống mát lên cân nhanh nhưng cũng lên mỡ mà em ăn uống hợp lý lắm. Vậy mỡ lên có tí xíu thôi phải không anh? Mong anh chị cho lời khuyên. Thì giờ bạn hỏi câu hỏi bằng dài quá, nào là chuyện đó đói buổi sáng anh nghe chưa hiểu nữa. Hưng xin chú ý một cái nốt một các bạn một tí nha, là các bạn viết viết câu hỏi các bạn chấm phẩy câu đánh dấu chấm cho nó đúng dùng Hương để khi mà Hương lên đọc Hương đọc đúng luôn, đọc đúng ý các bạn. Các bạn viết dài tằng tặc không có dấu phẩy thế đọc nhiều khi nó hay bị lộn. Hương xin đọc lại này, là bạn nói là ăn sáng xong một tiếng sau tập, ăn sáng xong một tiếng sau tập chủ yếu là bánh mì, cơm sườn, phở, bún bò. Nhưng mà sau khi tập xong á, tầm 5-10 phút là đói bụng, ai cũng vậy hết mà. Đâu có gì bình thường, đâu có gì là lạ thường đâu. Đúng rồi. Em nghĩ sao mà buổi ăn sáng nó tiêu hóa nhanh như thế? Tại bạn hoạt động. Đúng rồi, bạn ăn xong rồi bạn hoạt động thì nó hết, nó đốt năng lượng thì tập xong đói nữa, chuyện bình thường, không có gì lạ nha. Vậy em đợi 30 phút cho người bình thường rồi mới ăn. Tức là bạn bạn tập xong á thì bạn tập xong á rồi bạn ăn. Tập xong 5-10 phút rồi đói bụng. Rồi khi mà tập xong là sau 1 tiếng là bạn mới ăn. Thì tiếp đi, có gì đâu. Còn 5-10 phút sau tập xong mà đói là có dấu hiệu gì? Thì anh Duy trả lời là bình thường. Chuyện đó bình thường, tập xong ai cho đói bạn. Ai cũng đói, cần phải phục hồi cho cơ mà bạn. Rồi. Chính vì nó phải phục hồi. Chính vì nó phải phục hồi cho cơ nên nó mới tiêu nhanh vậy đó. Thì giờ bạn tập xong mà cứ nửa tiếng sau bạn ăn tiếp. Thì cứ đói là ăn thôi đúng không? Câu hỏi là rồi tặng người mỏng anh, tặng người mỏng thì bạn phân vân là một là bulking xong rồi cutting. Tặng người mỏng thì bạn cứ yên tâm bằng xài Supermat hay Lipmat gì đi. Ủa Supermat hay Musclemat đi, nó sẽ khó mập lắm. Tặng người bằng mỏng mà, bằng mỏng bằng xài này thì nó sẽ khó lên hơn so với những người tặng người ta mập sẵn. Đó. Nên bạn yên tâm cái chuyện tăng mỡ theo thể trạng của bạn là ít á. Người bạn đang có nghi vấn ecto nữa đó nha. Ecto thì cái sự chuyển đổi năng lượng trong cơ thể nó cao. Mà nó cao như vậy thì bạn sẽ khó tăng cân. Bạn phải đạt dinh dưỡng nhiều hơn người bình thường và tập ít hơn người bình thường thì may ra nó còn tăng cơ được. Câu hỏi của bạn cũng đã khép lại chuyên mục hỏi đáp số 298. Rồi, Duy Nguyễn và Thu Hương xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những chuyên mục hỏi đáp số tiếp theo. May quá cục pin nó đỏ ké rồi, nó sắp hết rồi. Xin thân ái kính chào. Để xem các video của chúng tôi một cách đầy đủ và nhanh chóng nhất, vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký trên kênh YouTube của chúng tôi tại địa chỉ www.youtube.com/thehinhonline. Các mạng xã hội khác của chúng tôi sẽ được đăng tải chậm hơn. Tất cả các video của chúng tôi đều được đăng tải dưới dạng chuẩn Full HD 1080p, do đó các bạn có thể tận hưởng chất lượng hình ảnh trên những thiết bị TV màn ảnh lớn. Để xem đầy đủ các bài viết về kiến thức thể hình một cách hệ thống và chuyên nghiệp nhất, các bạn vui lòng truy cập website www.thehinhonline.com.vn và bạn cũng có thể đặt câu hỏi gửi về chương trình bằng cách đăng ký làm thành viên của website này. Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn một cách đầy đủ và chính xác nhất qua các lần lên sóng đều đặn. Xin thân ái chào các bạn.